Các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một số câu bài tập có liên quan đến hàm hợp. Rồi đến với câu đầu tiên, cho hàm số y bằng fx có đồ thị y bằng f phẩy x như hình vẽ. Thì bài hỏi đó là hàm số y bằng f của 3 chữ x bình phương, hàm này đồng biến trên khoảng nào? Bạn tính y phẩy ra cho mình ha. Y phẩy của mình thì nó bằng trừ 2x nhân cho f phẩy của 3 chữ x bình phương. Rồi bây giờ mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0. Chúng ta có các nghiệm, thứ nhất đó là x bằng 0. Và thứ hai đó là f phẩy của 3 chữ x bình bằng 0. Rồi f phẩy bằng 0 thì mình đã có đồ thị của hàm số y bằng f phẩy x. Vậy thì f phẩy bằng 0 khi nào? Khi x bằng trừ 6, x bằng trừ 1 và x bằng 2. Đó, vậy thì chúng ta sẽ ra 3 trường hợp ha. Thế là x bằng 0 thì mình ghi lại. Rồi tiếp theo nó hoặc là 3 chữ x bình bằng trừ 6, 3 chữ x bình bằng trừ 1 và 3 chữ x bình nó bằng 2 ha. Rồi bây giờ mình sẽ rút gọn cái này ha. Điều kiện đầu tiên vẫn giữ nguyên, x bằng 0. Rồi tiếp theo 3 chữ x bình bằng 6, vậy tương đương với lại x bình bằng 9 ha. Và x của mình nó bằng cộng trừ 3. Tương tự 3 chữ x bình bằng trừ 1, vậy thì x bình nó bằng 4 ha. Thì x bằng cộng trừ 2. 3 chữ x bình bằng 2, vậy thì x bình bằng 1 ha. Vậy thì x bằng cộng trừ 1. Vậy thì phương trình y phẩy bằng 0 sẽ cho mình tổng cộng là 7 nghiệm ha. Rồi mình lập bảng xếp dấu ra ha. Đây là x và đây là y phẩy. Y phẩy bằng 0 tại đâu? Trừ 3 nè, trừ 2 nè, trừ 1 nè, 0 nè, 1 nè, 2 và 3. Tại những cái điểm này thì y phẩy đều bằng 0 hết ha. Do ở đây nó không có nghiệm kép, cho nên là gì? Dấu nó sẽ đan liên tục ha. Bây giờ mình sẽ xét thôi. Khi x mà mình lớn hơn 3 thì sao? Lớn hơn 3, lượng 2x nó sẽ dương, có dấu trừ nữa thì nó sẽ âm ha. Rồi tiếp theo, x lớn hơn 3 mình cho x bằng 4 đi. Thì khi mà x tiến đến âm vô cùng ha, thì f phẩy tiến đến âm vô cùng. Cho nên cái f phẩy của mình nó sẽ âm. Cho nên là âm nhân âm thì thành dương. Cho nên dấu ngoài cùng đây sẽ là dương ha. Là âm, đây là dương, là âm, đây là dương, là âm, dương và âm. Rồi bài toán hỏi là hàm số này đồng biến đến khoảng nào? Thì mình nhìn này các khoảng đồng biến thôi. Trừ 3, trừ 2 có không? Không có nè. Rồi tiếp theo trừ 1 không? Có nè, cô B. Thì mình chọn ngay phương án B luôn ha. Lên đến câu thứ 2 ha. Cho hàm số fx có f phẩy là bằng x trừ 2 nè, nhân cho x cộng 5 nhân x cộng 1. Hàm số fx bình phương đồng biến trong khoảng nào dưới đây? Rồi thì fx bình phương ha, bạn đạo hàm ra cho mình là y ha, y bằng f của x bình phương. Y phẩy của mình thì nó bằng 2x nhân cho f phẩy của x bình phương. Rồi thì cái này nó bằng 2x. Rồi f phẩy của x bình phương thì mình đã có f phẩy rồi. Thế x bằng x bình phương vào trong cái hàm f phẩy cho mình ha. Thì mình đây là x bình trừ 2 nè, nhân cho x bình cộng 5, nhân cho x bình cộng 1. Đó, thì bạn chú ý ha, cái lượng x bình cộng 5 nè và cái lượng x bình cộng 1 nó luôn dương. Hai đại lượng này luôn dương nên mình có thể mình bỏ nó đi, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái dấu của y phẩy nha. Mình có thể mình bỏ hai lượng này đi. Đó, bây giờ cái y phẩy của mình thì nó còn lại ha, thì nó chính là bằng 2x nhân cho x bình trừ 2. Còn cái việc mình bỏ cái lượng này đi thì cái này mình chỉ làm ngoài nháp thôi ha, chứ đi thi bạn đừng có gạt này đi, nó sai nha. Cái này mình chỉ đang làm ngoài nháp thôi ha. Thì y phẩy của mình đó là bằng 2x nhân cho x bình trừ cho 2. Rồi giờ mình lập bảng xếp dấu của y phẩy ha. Đây là x và đây là y phẩy. Y phẩy bằng 0 tại đâu? Tại x bằng 0 nè và x bằng cộng trừ căn 2. Đây là trừ căn 2 nè, 0 và căn 2. Tại đây thì y phẩy đều bằng 0 hết. Rồi mình xét cái dấu mà. Đây mình lấy một con số đi, x lớn hơn căn 2 thì sao? Thì chắc chắn 2x nó sẽ dương nè. X bình trừ 2 cũng dương luôn, và đây sẽ là dương. Đây là âm, đây là dương và đây là âm. Và bài toán hỏi là hàm số đồng biến đến khoảng nào? Thì các cái khoảng của mình là trừ căn 2 đến 0 và căn 2 đến dương vô cùng. Trừ căn 2 là trừ 1,41 ha. Đó, vậy thì mình chọn phương án B được nè. Rồi mình qua câu tiếp theo ha. Câu 73 cho hàm số y bằng fx có đạo hàm và liên tục trên R thỏa mãn f phẩy của một chữ x. Nó bằng x bình phương cộng với lại 2x. Mình đã hỏi đó là hàm số y bằng f của căn x bình trừ 2x cộng 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Người ta không có cho dữ kiện liên quan đến f phẩy x. Đó, thì bạn phải suy nghĩ cái cách làm sao để mình đưa được về f phẩy x. Khi mà mình đã biết được f phẩy của một chữ x rồi thì mà có cái cách là chúng ta sẽ đặt cái lõi của nó ha. Chúng ta sẽ đặt là một chữ x bằng t. Rồi bây giờ thì bạn sẽ suy ra được đó là x của mình thì nó bằng cái gì? X của mình thì nó là bằng 1 trừ t ha. Rồi thì vậy mình sẽ suy ra được đây là f phẩy ha. Rồi bây giờ mình sẽ thế cái lõi của nó bằng t nè. F phẩy t nó bằng, rồi mình thế vào bên tay phải ha. Chỗ nào có x thì mình thế nó bằng 1 trừ t. 1 trừ t bình phương cộng 2 nhân cho 1 trừ t. Rồi bây giờ mình sẽ hai chỉ này ra ha, là được t bình nè, trừ 2t cộng 1. Tiếp theo là cộng 2 trừ 2t. Thì mình rút gọn cái này ha, là t bình trừ 4t cộng 3. Đó, như bạn thấy không, từ hàm f phẩy của một chữ x mình đã đưa nó về f phẩy t nè, là một cái hàm theo hình t, là bằng t bình trừ 4t cộng với lại 3. Đó, lưu ý cho mình ha, vai trò của x và t nó là như nhau, thế là mình sẽ thế cái lõi của nó bằng x, mình đã f phẩy x thì nó là bằng x bình trừ 4x cộng với lại 3 ha. Mình đã có được cái hàm số f phẩy x của mình ha. Tiếp theo mình xét cái hàm số y bằng f của một căn x bình trừ 2x cộng với lại 2. Còn bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của nó đã ha. Y phẩy của mình thì nó bằng là hàm f u, mà cái u của mình là dạng cánh thức ha, thì nó sẽ là bằng u phẩy chia 2 căn u trên cho f phẩy của cái này ha. Thì u phẩy của mình đó là bằng 2x trừ đi 2 chia cho 2 lần căn u, đây là 2 lần căn của x bình trừ 2x cộng với lại 2 nhân cho f phẩy của căn x bình trừ 2x cộng với lại 2. Rồi bây giờ mình rút gọn 2 đi ha, 2 hết là x trừ 1 ha. Hàm số y đồng biến trên khoảng nào thì bạn để ý ha, cái lượng căn bậc 2 của x bình trừ 2x cộng 2 này, cái lượng này luôn dương, cho nên là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái dấu của y phẩy, cho nên là ngoài nháp mình có thể mình gạch nó đi. Thì y phẩy của mình thì nó chỉ còn lại đó là x trừ 1 nè, nhân cho f phẩy của căn bậc 2 của x bình trừ 2x cộng 2. Chú ý cho mình ha, cái việc mình bỏ cái mẫu này đi, chúng ta chỉ làm ngoài nháp thôi ha. Chúng ta biết được cái lượng này luôn dương, nó không ảnh hưởng đến cái dấu của đạo hàm ha. Tuy nhiên trong bài thi bạn phải trình bày đầy đủ đó ha. Mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0, hoặc là x trừ 1 bằng 0, hoặc là f phẩy của căn x bình trừ 2x cộng với lại 2, cái lượng này bằng 0 ha. Trường hợp đầu tiên đó là hoặc là x bằng 1. Trường hợp thứ hai thì cái f phẩy nó bằng 0, thì mình đã có là f phẩy x của mình thì nó là bằng x bình trừ 4x cộng với lại 3. F phẩy bằng 0 khi nào? Khi hoặc là x bằng 1, hoặc là x bằng 3 ha. Vậy thì cái f phẩy của cái căn bậc 2 của x bình trừ 2x cộng 2 này bằng 0 khi nào? Hoặc là căn bậc 2 của x bình trừ 2x cộng với lại 2 nó bằng 1, hoặc là căn bậc 2 của x bình trừ 2x cộng 2 nó bằng 3 ha. Rồi bây giờ mình sẽ giải hai phương trình sau ha. Điều kiện đầu vẫn giữ nguyên, x bằng 1. Phương trình sau thì mình có đó là x bình là trừ 2x cộng với lại 2, mình bình phương lên ha, do hai cái vế này đã dương rồi. Cái này bằng 1 thì mình rút gọn đi ha, x bình trừ 2x cộng 1 bằng 0. Còn cái phương trình thứ hai thì mình có là x bình trừ 2x cộng với lại 2 bằng 9, chuyển vế qua ha, là được trừ 7 nè, bằng 0. Rồi cái tương đương với lại phương trình đầu thì mình có một cái nghiệm đó là x bằng 1. Phương trình 2 thì mình có nghiệm kép là x bằng 1 ha. Thì bạn nhớ cho mình ha, cái nghiệm kép nó không làm đồ dấu của đạo hàm, nên là mình sẽ loại cái phương trình này thứ hai này đi. Còn qua phương trình thứ ba ha, x bình là trừ 2x trừ 7 bằng 0. Mình có hai nghiệm là x bằng 3,82 hoặc là x bằng trừ 1,82. Rồi bây giờ mình sẽ lập cái bảng xếp dấu cho y phẩy ha. Rồi đây là x và y phẩy ha, x và y phẩy. Mình có đây là trừ 1.82, 1 và 3.82. Tại những cái điểm này thì y phẩy đều bằng 0 hết. Còn bây giờ mình xét cái dấu của y phẩy ha. Mình chọn một con số đi, ví dụ mình chọn x lớn hơn 3,82 đi, chọn x bằng 4. X bằng 4 đúng không? Bạn nhìn cho mình ha, x bằng 4 thì y phẩy nè. Thì y phẩy x bằng 4 thì là 4 trừ 1 bằng 3 nè, nó dương. 4 bình nè, trừ 2 nhân cho 4 cộng với lại 2 là f phẩy tại căn 10 đúng không? Căn 10. Rồi thì mình nói nó là f phẩy tại căn 10, thì bây giờ mình thế x bằng căn 10 vào đi. X bằng căn 10 thì mình được nó là bằng 10 nè, 10 cộng 3 13 trừ cho 4 căn 10 ha. Mình bấm máy ra. 13 trừ 4 căn 10. Đó, nó dương là đúng không? Nó dương. Đó, cho nên là cái tích f phẩy này nó dương, nhân cho cái lượng đầu cũng dương luôn, và nguyên cái tích này nó dương, nguyên cái tích này dương, và đây là dấu dương nè, dấu âm, dấu dương và dấu âm. Cái đánh hỏi nó là tìm cái khoảng mà hàm số nó đồng biến. Đồng biến thì mình chọn trừ 1,82 đến 1 nè, thì mình thấy nó chứa cái khoảng 0,1 nên mình chọn phương án A luôn ha. Rồi những cái bài này thì mình sẽ thường bắt đầu là mình sẽ tính y phẩy ra, rồi sau đó mình sẽ giải phương trình y phẩy bằng 0, rồi mình sẽ bình luận cái dấu cho nó hợp lý ha. Rồi cảm ơn đã xem, đã thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.